là một nhà năm đứa con gái, ba đứa hai đứa lớn đó, là đi chơi như có bốn nhà là ngồi là không có chỗ ngồi. Vậy hả? Đi chơi một lần cái lại nhà người ta ngồi mình mắc cỡ, nên nó nhìn mặt là biết số nhà chị em khỏi trình. Hỏi anh ơi này này, bọn này muốn qua tham quan rồi mắc có vấy trình hay không vậy? Anh nói khỏi, ai thì trình vấy, muốn em Nguyễn Văn Quang thì khỏi trình em ơi. Cái đi qua cái anh mời mời đi vô uống nước, đi với mấy đứa em, cái mấy làm sao cái đây anh viết giấy anh mời ở đó, em quá một tuần là em đi chơi một lần, quá một tuần mấy đứa em rủ đi chơi, đi chợ mua này mua kia rồi ăn rồi về. Nhiều khi em đi xe ra, nhiều khi đi bộ nó vui hơn đi xe. Em đi chợ cái em xách lần hai tay, xách hoài hết nậu đi với đứa gái Chị biết chạy xe rồi đa hả? không có biết. Không biết hả? Anh mướn tới từng cái anh mướn. Phương ơi, hỏi về anh muốn em bắt chị của em đi chơi, tiền bạc anh lo, muốn ăn uống gì anh lo nọ. Cái này đi chơi có người mướn đi chơi, dắt đi chơi rồi ăn uống tiền bạc người ta đưa cho mua mà còn không chịu đi, nó nhằn nhằn nhăn nhăn nó mời đi giết rồi ăn người gầy. Chị biết Thì người em đi lại đó biết bao nhiêu người gù gù năn nỉ ước đi chơi vậy đó, mẹ không muốn đi, năn nỉ ghi cái em quạo. Cái ông xã này bây giờ tôi cho đó, ai chọc được vợ tôi cho chọc đó, tôi cho không đó, tôi không nói tiếng nào hết trơn á, mà đâu ai chọc được đâu. Anh nói vợ ai thì ai biết đấy, nhưng mà tôi cho các ngài chọc, chọc được thì chọc. Mấy đứa yêu cầu tới từng cái là hỏi chị ơi, hỏi cái vậy cho em lại lại căn phòng của chị nhậu ngang đó, ok thoải mái em muốn thoải mái. gì hết chị Mấy đứa em người người Bắc á thương lắm. nãy nãy giờ chị nói chuyện cũng cũng nói tiếng người Bắc ha. Mấy người Bắc cá thương lắm, chắc nó về hay gì đó. Gì hả? Nó nói chị à, ở ở ở ở căn phòng đó nói chuyện tiếng Bắc là nhiều. Nói chị à, muốn lỡ em có vị á là em mắm tiền nghe. Nói yêu cầu mà mấy đứa em trai về là biết hết trơn. Gì hả? Bây giờ quay cái thùng sữa lấy ra để dành ra hả con? Tính ra chị đi làm ở trên đó rồi, coi như là chị ở nhà cơm nước không ha. Cơm nước không mà nấu cho anh ăn với con ăn. Anh thì một ngày ông ăn có buổi buổi chiều, buổi sáng thì ăn cơm nhà nước người ta nấu á dễ ăn thì ăn được, còn khó ăn là ăn được. Thằng trai với nhỏ gái ăn không được về nấu hơn. Vậy là ba người làm, chị ở nhà lo cơm nước. Mấy tháng chị anh chị? 3 tháng, 3 tháng nữa. ba tháng Đi 3 tháng trong năm nay ha. em nghỉ tắm rồi anh đi xong công việc rồi anh quay lại em mới tắm. Thì là cái gì? Là cũng như là anh mượn ta một tuần nữa và anh có cho tắm. Biết cái nguyên nhân rồi đó, biết nguyên nhân là sao chị không tắm. Qua một tuần nữa là chị sẽ tắm ha. Một tuần nữa. Chứ sao bữa nào đi ngang mà anh đi về anh đi ngang đó là bữa nào không cửa gắn. Gì hả chị? Hỏi xong biết đi đặng tôi tắm rửa gì, trời ơi xong công chuyện đi biết là tôi bực bội chứ, kẻ nói ra người nói này người nói nọ thì biết là nhức đầu. thì bởi vì người ta nói sao chị thấy chị gì không chịu tắm, người ta cũng cũng có cái câu hỏi đặt ra chị nghe, người ta nghi sao mà nắm được thế này không tắm, thì ra là người bạn mượn mượn chị mượn thân xác. Nguyên cái đòn luôn, không phải một lần mà nguyên cái đòn Cả một đòn luôn hả chị? Còn điều thứ nhất anh mượn cái là không ăn cơm, tụi mẹ không ăn cơm lấy gì tao sống mày. Cái nó nói chị ăn cái gì cũng được hết à, mà chị đừng có ăn cơm được rồi. Mà hồi một
tuần 2, 3 tuần trước con bị đứa con gái với thằng trai. Rồi nó nói mẹ ơi, cho con mượn mẹ nghe, hỏi về con đi công việc. Rồi mẹ đừng ăn cơm nha. Nó tao ghét tao quen rồi. Chú mày không cho tao ăn cơm ha đâu. Cả tuần ngoài hai tuần nay tao ghét tao cũng quen rồi. Rồi được. Rồi hết thằng con thì cũng như mượn lượt cùng với ảnh luôn đó. Rồi là không ăn cơm cho anh đi săn công chuyện với nguyên cái đoàn xong hết rồi qua lại ăn cơm. Bởi vì hôm nay chị chia sẻ ra thấy rất là lạ nghe, có người mượn thân xác của chị bạn thì bạn thôi ha. Bạn thì anh cũng như người mình gì nè. Anh cũng như người mình nguyên thân xác gì nè. Là anh mượn đi đó, nhưng mấy em đi, nhưng mấy em không thấy mà chị thấy hả? Mà nguyên cái đòn như người mình vậy nè, đi nguyên thân xác như ta đạp xe đạp lên chứ, xe đạp đó đó. Mà ta đạp đi nguyên cái đòn vậy đó. Dạ. Rất là lạ. Anh nói nguyên em đi không biết đạp xe mà không chịu ai chở. Rồi thì nguyên cái đòn đi xe đạp. Rồi em nghỉ đi rồi á thì anh đi xe Honda. Nguyên cái đòn ai cũng biết chạy xe chứ. Anh kêu tập xe nó không? Không tập đâu. Anh kêu tập và đang đi chơi và chạy xe Honda nữa. Về thì ngồi xe với con gái, cho con gái chạy. Ở dưới đó. Dạ. Bởi vì hôm nay mới biết được cái nguyên nhân gì thôi chứ hồi trước giờ cũng gặp chị xong rồi cũng có nhiều người hỏi. Đâu biết được đâu, đâu biết là sao chị không chịu tắm. Thôi cũng gần tuần nữa hả chị, khoảng tuần nữa ha. Bà con muốn chị tắm cho nó người nó thoải mái ra chứ không có để nhưng mà nó cảm thấy nó oi bức, nó bức rất cho người khó chịu. Bức rất là bản thân thôi nè. Dạ. Không quen một tuần nào thì cũng như là cũng như có công có chuyện là bắt em đâu có cho tắm đâu, hai tuần bốn tuần là có công có chuyện là không cho em tắm. Như tập em rồi, tập em rồi là từ 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 biết em mới quen. Vâng, rất là lạ. Thôi mà cũng may mà thời gian còn nhanh mà hết chuyện tuần đó ha. Ừ. Cũng còn mong chị sớm được đi tắm cho nó người kia tươi tỉnh lên, thoải mái lên. Cái này cũng ít người biết á. Cái nguyên nhân mà gì đó chị cũng không gà có nói cho biết không? Không. Bí mật hả? Tại vì coi như là mật bí cho em biết. Bây giờ là kết thúc rồi mới nói ra. Vậy ha. Hồi trước giờ ai nói ôi mệt nạt cự lại chứ không có nói ừ tắm. Nhiều khi ba la viết cái này gán đi. Không có đâu tắm. Tắm mà tao chăn chăn rửa sạn rồi đừng có ghen à. Ý là như gì mà còn bất tịch nữa. Nói chi mà tắm. Thế chưa có trang điểm lên mà còn có nhiều người chọc quá ha. Ganh tị yeah. Trời ơi. Nhiều đàn bà gái ganh tị lắm, ý là tôi không chăn 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 rửa sạn không tắm. Quần áo tôi nó chét nè. Nó quét. Bây giờ quên biết tình thì thấy không còn. Trời ơi. Nó quét. Lùm lum hết. Cho nó đụng má. Tao mà rửa mình tao tắm rửa sạch sẽ rồi quét cái chuyện này tao biết chết. Bây giờ tao gắng chịu bây giờ. Cái áo trắng mà giờ cái áo thấy gớm rồi bắt đầu tôi kéo lại tôi quay lại tôi mặc áo này. Cái bắt đầu quay về nãy trắng tư như trắng như mồng bự vậy đó. Cái bắt đầu nó quét nữa. Cái áo này cũng gì. Lộn ra, lộn cái bè. Lộn. Thấy gớm quá trời cái tôi lộn. Dạ. Lộn đang mặc. Rồi bắt đầu nó quét nữa. Rồi tôi cái tôi lộn ra tôi mặc áo vàng, bây giờ cái áo vàng bây giờ anh nhìn đi còn áo vàng. Mà biết người quét người ấy hết trơn. Rồi biết cái nguyên nhân chị rồi. Tại sao không tắm thì cũng mừng lắm. Khoảng tuần nữa chị tắm. Rồi cũng chúc mừng cho chị ha. Khi đó là bà con cũng rất là mừng. Tại vì thấy chị nó thoải mái. Nó không có gò bó như bây giờ.
cũng hy vọng là đúng một tuần chị sẽ được đi tắm. Dạ. Thường đó là lên nó nguyên cái đầu rồi về hết rồi là bắt đầu là tắm đó. Rồi gì hết chứ về nguyên cái đầu hết. Cũng mừng. Bây giờ chị thì không có tắm. Thôi cũng đợi một tuần nữa để coi có diễn biến gì mới không nha. Trước đây em tắm là anh về anh giật, anh vừa rồi mới tắm. Rồi hiện tại thì chị mặc bao nhiêu cái áo? Hồi trước á thì hả? Thì áo dài tay lúc nào cũng có cái áo dài tay trên người chứ. Hiện tại chị mặc 3 cái hay 4 cái? 3 cái. Trời ơi nóng được. Bữa nay còn đeo bưởi không? Còn. Vẫn còn đeo bưởi nữa. Sao thích đeo bưởi hả? Rồi thí dụ chừng nữa tới ngày đi tắm xong rồi bưởi bỏ luôn không? Không còn đeo nữa. Không biết thân. Chắc không còn. Đây bị nhỏ. Không mà lúc đó mình tắm rửa sạch sẽ xong mình không cần phải đeo nữa. Tại thích. Chỉ là bỏ khi tắm thì chăm thôi, tắt. Tắm xong vẫn tiếp tục vẫn đeo nữa. Lạ nữa. Người ta đã cho tắm rồi thì mình người ta phải bỏ luôn chứ. Ở đây thì nịch bưởi chứ về quê thì nịch chanh, anh hai có chanh nhóc lúc nào cũng năm thơ trái chanh trong người chứ nịch trong một cái ờ như cái bữa hổm á là chị tặng em bài gì nhớ không, còn nhớ không bây giờ quên chưa không nhớ. Hôm đó chị nói tặng em bữa đó là bài đầu tiên chị hát cho luôn mà. Lan Dị Điệp đó hả? Ừ đúng rồi, chính xác. Chị hát cái đó bài Lan Dị Điệp. Chị là chị. 2-3 ngày nay mới đi em hát Lan Dị Điệp. Chị hát. Hiện nay có bài nào mới cho chị? Có sáng tác được bài nào mới không? Okay. Tại hôm đó em cũng hên cái là chị tặng em bài mới ha. Bài đó bài mới mà chị chưa hát tặng em mà. Hôm nay có bài nào mới nữa không? Chị cảm thấy bài nào mới là chị tặng em nghe hết mà không sao đâu, cho bà con nghe nữa. Hồi giấc trưa thằng em nó nói trời ơi sao mà bà con đâu hết rồi, giấc này ngủ hết hay gì đang lắm. Vui như gì mà không ai coi xem qua cái nó chồng thức đâu được 2 người 3 người 4 người 10 người rồi bắt đầu ở chợ xuống như này lên chợ. Hồi lúc một thời hồi con gái là một nhà 5 đứa con gái, 3 đứa 2 đứa là ít đó, là đi chơi nha. Có 4 nhà là ngồi là không có chỗ ngồi. Vậy hả? Đi chơi một lần chứ lại nhà người ta ngồi mình mắc cỡ. Nhìn thấy mình thấy nguyên một băng của mình.